Rồi, thế thì câu chuyện là rút ra từ bài học trình cho con. Con thưa thầy là không được nói dối ạ. À, không được nói dối. Và câu chuyện là truyền đạt thông điệp là mất kỳ là mất ít, nhưng mà mất ý lòng tin thì mất nhiều. Mất lòng tin là mất nhiều. Còn mất cái gì khác là mất ít thôi, đúng không? Đúng. Cậu bé Trăn Cừu mà đây là cậu bé Khánh An. Khánh An đang chăn gà đấy, Trăn Cừu ở đây. Đúng không? Và cậu bé ấy đang làm gì đấy? Ngày nào cũng thế, cũng Trăn Cừu nhưng rảnh rỗi sinh lông nổi. Nhưng Trăn Cừu chỉ có trông cừu thôi, có làm gì nữa không? Không, rảnh quá, sinh ra nhiều chuyện. Bạn bắt đầu là hay là mình trêu đùa những người kia tí nhỉ? Hay trêu đùa bố mẹ tí nhỉ, trêu đùa những anh chị em hàng xóm tí nhỉ. Bắt đầu gọi to lên: ôi làng nước ơi, cừu của con bị chó sói bắt rồi. Đó, đây bạn hô lên, cừu bị chó sói bắt. Và bạn ấy đang làm một hành vi gì đấy các bạn? Cậu bé Trăn Cừu nghĩ rằng nói dối vô hại, nghĩa là không có hại gì cả. Nói thôi, trêu thôi, đúng không nhỉ? Đó. Nhưng điều gì diễn ra đấy? Khi sau khi tiếng gọi cất lên thì hàng xóm đến, bác của Khánh An đến, ông của Khánh An đến. Ô, cừu vẫn đây, làm gì này, thấy con sói nữa. Để xin chào tất cả các bạn, thì đây là Nguyễn Minh Hy, năm nay tớ 7 tuổi, tớ học lớp 2, tớ học trường tiểu học Tây Hồng B. Hôm nay tớ muốn kể câu chuyện cậu bé Trăn Cừu. Hay quá, vỗ tay. Đó. Rồi, thế thì câu chuyện là rút ra từ bài học trình cho con. Con thưa thầy là không được nói dối ạ. À, không được nói dối. Và câu chuyện là truyền đạt thông điệp là mất kỳ là mất ít, nhưng mà mất ý lòng tin thì mất nhiều. Mất lòng tin thì mất nhiều. Còn mất cái gì khác là mất ít thôi, đúng không? À, hôm nay cái câu mà cái bài học hôm nay mà khoa rút ra cho chính mình là gì? Và chính mình là không được nói dối với cha mẹ. Vì sao? Vì nếu mà nói dối với cha mẹ là một người có bất hiếu. Bất hiếu đúng không? Để. Thế thì khi mà đã lỡ nói dối rồi thì mình phải làm gì? Thì mình phải sửa. Trước, và nói trước khi sửa thì mình phải làm gì? Nói thật ra sự việc. À, phải thừa nhận. Và phải thừa nhận và kể ra sự thật. Chứ không được nói dối quanh nữa, đúng không? Vâng. Rồi. Ê, bây giờ mình đưa hành động này. Thế sau ngày hôm nay về khoa sẽ làm gì? Em sẽ không nói dối nữa. Không phải, mình phải giải quyết vấn đề trước đó. Mình sẽ làm gì? Xin lỗi mẹ và hứa là không là dối nữa. Trước hết là phải nhận ra lỗi sai của mình, phải xin lỗi. Đó là bước đầu tiên trước khi sửa. Trước khi sửa thì phải nhận ra. Nhận rồi xong phải xin lỗi. Sau đó mới cam kết là sẽ sửa. Được. Đúng không? Ok rồi, vỗ tay cho Khoa nào. Rồi.